Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stop Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh Để dân có thể ra được nhiều video tốt hơn Để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo Thì hôm nay vờ ni để cũng ta bắt đầu có những biến động dần Và xuất hiện phiên nô no đi mình 3 là một thanh ba Thể hiện những sự cân bằng cung cầu giữa nhà tư mua và nhà tư bán Nên chị thấy thanh ba hôm nay đóng cửa ở giữa Và cụ thể vờ chỉ giảm 2,88 điểm so với phim trước và đóng cửa mức 1075,17 điểm. Giá trị giao dịch ở mức cao 15.818,60 tỷ và đang yếu tố phân hóa dòng tiền khá rõ rệt. Thì nhìn chung, ở thị trường tại thì chúng ta từ vùng đáy phục hồi đi lên, gặp lại những vùng cản mạnh, yếu tố rung lắc và cân bằng trở lại là việc hết sức bình thường. Nhưng chị chú ý giai đoạn gần đây thì chúng ta có 3 phiên cân bằng Phone có trạng thái tăng dần nhưng cái điểm số của chúng ta không tăng thể hiện lực cung đang lấn áp lực cầu tại vì sao nó là như thế thêm ví dụ để cho đầu tư mình dễ anh dung về một cái logic của thị trường và anh chị thấy này khi mà chúng ta ở dưới những cái vùng đáy nó phục hồi đi lên đúng mà anh chị thấy một cái phiên tăng 13,13 13 điểm nó chỉ cần khớp lệnh đâu khoảng là 519 triệu phiếu đã tăng khá là mạnh nhưng chị thấy này hiện tại những cái phiên gần đây khớp lệnh 816 triệu nhưng chị thấy này chỉ tăng 3 điểm và viên hôm nay chị thấy khớp lệnh lên đến 861 triệu đúng không ạ à? gần như là gấp đôi ở những cái khối lượng ở những vùng đáy nhưng mà anh chị thấy không tăng nhiều thì hiện lực cung nó đang áp đảo lực cầu nếu mà cầu áp đảo cung thì anh chị thấy đây cái phiên khớp lệnh lớn như này thì ít nhất nó phải tăng 20-30 điểm đúng không ạ à? chứ không phải là nó bắt đầu nó giảm 2,88 điểm nên đánh giá ở đây cung đang bắt đầu áp đảo lực cầu nhưng ở đây nó cũng chưa phải là dấu hiệu được chiều nên nhà tên cũng đừng có quá lo lắng đúng không ạ à? và ở đây anh chị thấy thì chúng ta nó cũng có mở một cái gap gọi là gap up đúng không ạ à? quanh vùng bao nhiêu ạ? À? 1065, 1060 điểm. Thì giác cái vùng gáp này nó sẽ có những trạng thái rung lắc và quay lại retest cái gáp đó trước khi nó sẽ có một xuống mới. Thì đối với nhà đầu tư nào ấy, mình đang nắm giữ lượng hàng thì sao ạ? À? Thì mình cứ tiếp tục nắm nếu mình nắm giữ những mà phiếu mạnh. Còn nhà đầu tư nào mình đang nắm giữ những cái mã cổ phiếu ấy mà đã có những cái tính chất yếu hơn thị trường và đã có yếu tố gãy trên thì đầu tư mình sẽ hạ ra và mình cơ cấu bớt những cái mã cổ phiếu đó. Và đoạn này nhà đầu tư mình cũng sẽ hạn chế sử dụng mặt xin tại vì anh chị biết rằng ấy trong thị trường này ấy, cái việc đi vốn nó cũng sẽ khá là quan trọng thì ví dụ để đầu tư mình dễ anh dung thì anh chị đầu tư mình ấy ở những cái vùng đáy thì mình sẽ đánh rất là ít đúng không ạ ở những cái vùng dưới đáy đây này đó thì chúng ta bắt đầu này có những yếu tố này xuất hiện những cái phiên bùng nổ xác nhận là tăng đầu tư mình thấy ờ mình đánh ít lắm nhưng mà càng lên cao sau thì đầu tư mình sẽ càng hưng phấn đúng không ạ tại vì đầu tư cứ mua vào là lãi đúng không ạ cứ mua vào là lãi nhưng đến khi thì chúng ta đặt đỉnh này chúng ta lại bắt đầu chúng ta full mặt xin một cái vậy chúng ta chỉ cần đi bao nhiêu cây à mà một cây hai cây và ba cây thì hầu như đã lấy hết những cái thành quả của chúng ta đầu tư trong vòng một tháng trước đúng không ạ và nếu đầu tư nào mà mình đánh với tỷ trọng lớn đúng không ạ và mình không cắt lỗ kịp thời có thể đi luôn cái tài khoản chúng ta đúng không ạ nên chị biết rằng ấy cái việc quản trị vốn nó cũng khá quan trọng đúng không ạ càng lên cao thì gió càng mạnh và khi gió càng mạnh sao thì chúng ta phải càng hạ bớt tỷ trọng xin ra chứ không phải là chúng ta càng lên cao chúng ta đánh càng phun xin thì chúng ta sẽ bị mất hết lãi hoặc có thể là bị ăn vào vốn nên đối với em ấy là bây giờ chúng ta cũng sẽ nên quản trị vốn là hạ dần cái tỷ trọng margin rồi chờ đợi cái phản ứng quy trường khi nó quay lại lắp gáp rồi quay lại kỳ tích có thành công hay không đúng không ạ thì đó sẽ là những kịch bản quy trường trong những phiên sắp tới và hầu như 80% gáp được sinh ra sẽ lắp lại trong tương lai thì em ví dụ để cho đầu tư mình dễ anh dung ví dụ như giai đoạn này đi anh chị thấy này những cái gáp gì nó mở ra à? ở đây anh chị thấy này những cái gấp nó mở ra là sao ạ à? thì nó sẽ quay về lắp đúng không ạ hay đây nó mở gấp gì à? mở gấp thì sao nó sẽ quay về lắp Đúng mà, Hai anh chị thấy ở dưới đây đi, nó cũng bắt đầu có những yếu tố gì ạ à? Nó mở gấp gấp này thì cũng sẽ có những cái giai đoạn này, nó tăng lên một giai đoạn thì cũng sẽ quay về lắp gáp đó Đúng mà, hay ở đây anh chị thấy này, nó mở gấp up, thì cũng sẽ quay về lắp Hai Anh chị thấy cái giai đoạn mà gần đây đi, đúng mà, ở đầu năm 2022 này, quay giai đoạn tháng 7 đi Đúng mà, khi những cái gấp gấp nó mở ra nó có lắp lại hay không Ví dụ ở đây anh chị thấy này, gấp gấp mở ra này, đúng mà, nó tăng được vài viên Thì cũng phải quay lại lắp gáp trước khi bật tăng tiếp hay là chạy rút đúng mà thì cái đó là cái yếu tố gáp được sinh ra nó sẽ có xuống nó quay về lắp trong tương lai thì đối với em thì cái gáp này nó cũng khá là gần nên khả năng cũng sẽ rung lắc và quay lại lắp khá là cao nên đầu tư mình lưu ý về những trạng thái rung lắc đó còn bây giờ thực chất ấy là thì chúng ta cũng đã phân hóa khá nhiều mà phiếu nào mạnh nó vẫn mạnh mà phiếu nào yếu thì nó vẫn yếu nên chúng ta cũng sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn xem cổ phiếu của chúng ta có mạnh hơn thị trường hay không và cổ phiếu của chúng ta có ổn hay không để chúng ta có thể nắm giữ tiếp và bây giờ em cũng sẽ phân tích về mặt cổ phiếu nhiều hơn chúng sẽ không phân tích về mặt chỉ số nữa tại vì chúng ta nó vẫn ở trong giai lai tăng đúng mà và nó cũng chưa có những cái phiên gọi là up hết 3 để đảo chiều số thứ hai. Thì đoạn này cùng lắm thì nó đi ngang rồi tích lũy thêm vài phiên rồi cái mặt cổ phiếu thì nó lại khác, tuy vì cổ phiếu thì nó đã phân hóa rồi. Anh chị thấy giai đoạn này đi, mặc dù hôm nay thị trường giảm điểm này, anh chị thấy rõ ràng những mã phiếu như BCG vẫn tăng tốt này, đúng mà. Anh chị thấy BBB cũng tăng phần trăm này. Anh chị nhìn vào tiên Phong banh nó cũng tăng điểm khá là tốt đúng không ạ? Ngoài ra có con gì nữa ạ? Như con tiếp nó cũng tăng điểm này, đúng không ạ? Hay là anh chị nhìn qua những mã cổ phiếu bên ni thì hôm nay cũng chạy khá là mạnh như DL này đúng mà. Hay anh chị thấy những mã cổ phiếu gì nữa à như con việt công banh hôm nay cũng bắt đầu nó có những trạng thái tết cung này đó nên nhìn chung thì chúng ta đã phân hóa rồi cứ tập trung vào cổ phiếu xem cổ phiếu chúng ta có ổn hay không để chúng ta có thể là phản ứng thị trường sao cho hợp lý nhất và thực chất ấy là hôm nay chúng ta mặc dù nó giảm điểm như này thì thì chủ yếu là nó đập trụ thôi nhưng anh chị thấy này những mã cổ phiếu mid cap nó vẫn kéo khá là mạnh anh chị nhìn đi đúng không ạ à? những mã cổ phiếu như VND này chị thấy này màu xanh nó nhiều hơn màu đỏ đúng không ạ? Tại vì đến 225 mã phiếu tăng Và chỉ có 167 mã phiếu giảm thôi nên chị thấy rõ ràng rằng thị trường ta vẫn ổn, nó vẫn chưa gì gọi là quá xấu đúng không ạ? Và thực chất những cái trạng thái tăng thanh khoản của ta hôm nay là do nó kéo bên ni là chính nên chị thấy là những cổ phiếu bên này này đúng không ạ? Tác động tích cực đến thị trường này. Các anh chị có thấy những mã phiếu như VND này khớp lệnh khá lớn này đúng không ạ? Hay là HSG này hay là con Novaland này nó cũng là những cái mã cổ phiếu khớp lệnh khá lớn này nên nó tạo ra những cái thanh khoản khá là lớn cho thị trường đúng không ạ ngoài ra anh chị thấy có thêm tcd này đúng không ạ nó cũng là penny mà nó có những trạng thái khớp lệnh khá là lớn này hay hqc này khớp lệnh lớn này nó cũng ảnh hưởng đến những cái vôn của thị trường nên làm cho cái vôn nó cũng hơi bị nhiễu động một tí đúng không ạ nhưng chung thì chúng ta vẫn chưa có gì gọi là quá xấu nhưng đoạn này chúng ta phải cân nhắc là chúng ta phải quản trị rủi ro rồi còn bây giờ em sẽ phân tích về một vài mã cổ phiếu để đầu tư mình dễ dung thì đầu tiên ấy là em phân tích về những mã cổ phiếu dòng dầu khí đi. Dòng dầu khí tiềm anh chị thấy này, mặc dù thì chúng ta có những trạng thái điều chỉnh nhưng có những trạng thái đỡ giá khá là tốt đến từ dòng dầu khí. Đầu tiên là BVD đi. Hiện tại anh chị thấy là nhìn vào chặt nó thì anh chị nói đẹp hay là xấu? Thì chắc chị nhìn vào chặt đi nó có gì xấu hay không? Nó không có gì xấu đúng mà. Tại vì sao ạ? Tại vì trên nó như thế nào? Vẫn là trên lại tăng đúng không ạ? Có dòng tiền đỡ giá hay không? Dòng tiền vào đỡ giá khá mạnh mẽ. Ở đây có trạng thái cân bằng tốt không? Cân bằng khá là tốt đúng mà. Nó xuất hiện dấu hiệu gì ạ? No supply 3 này, test cung 3 này. Ở hôm nay là một phiên tích cung ba nữa đúng mà thì nó khá là đẹp đúng ạ tương tự một cái mã phiếu thì nó sẽ có nô no sập tích cung thì nó sẽ chạy và có khi nó sẽ xuất hiện no sập tích cung tích cung thì nó mới chạy thì nhìn chung hôm nay tích cung vẫn khá là tốt nên nhìn chung ấy là em đánh giá mã phiếu bvd khả năng ngày mai sẽ tiếp tục là một nhịp chạy tiếp nên đối với nhau tư là mình có thì cứ nắm giữ thêm nếu bvd còn muốn mua mới thì chấp nhận rủi ro thì vùng này 24.2 vẫn là những điểm mua đẹp đối mã phiếu này và chúng ta đặt stop loss vùng giá đó khoảng là 22.5 đúng không ạ à? và mục tiêu của mã phiếu này thì em đánh giá nó sẽ lên chạm ít nhất ấy là cái vùng bao nhiêu nó mới bắt điều chỉnh thì ít nhất ấy sẽ là vùng giá 25.5 nó mới bắt đầu điều chỉnh thì anh chị thấy từ 24.2 mà lên 25.5 ấy thì cái biên độ trong ngắn hạn nó thì khả năng có thể lên là 6 trăm nữa nên đối với em thì ở đây vẫn có thể vào đến T cộng được giống như giai đoạn này anh chị thấy đây ở đây anh chị thấy dòng tiền vào này đúng mà cân bằng xảy ra này đó xuất hiện những phiên gì ạ à? nô no, sụp này test công thì sao ạ à? thì phiên sau là phiên nổ đúng mà anh chị thấy những cái phiên phía trước đây nó vẫn có những cái trạng thái trước khi nó xuất hiện những điểm nổ như thế nào ạ à? nó cũng có những trạng thái này tích lũy và xe quay này đúng không ạ à? vol cạn dần này đó xuất hiện cái gì ạ à? xuất hiện những phiên gọi là nô no sập này tết cung này tết cung này nổ này đúng không ạ à? thì thường thường nó sẽ xuất hiện những cái phiên nổ sau những phiên tết cung nên đối với em thì bvd khá đẹp nên lưu ý được mã phiếu này quanh vùng giá 24.2 tiếp tục là bvs đi chị thấy rõ ràng rằng cái chen của bvs nó mạnh hay không thực chất nhìn vào cái mã phiếu này hiện tại nó đạt đỉnh chưa được chất nó mới lên thì làm sao được đỉnh ngay được đúng mà ít nhất phải hai đỉnh ba đỉnh mới rơi ví dụ ở đây anh chị thấy một đỉnh này đây là đỉnh số 2 này mới bắt đầu nó rơi đúng mà hay ở đây anh chị thấy này một đỉnh này hai đỉnh này nó mới rơi còn bây giờ anh chị thấy này nó tạo ra đỉnh đầu tiên chưa thực chất bây giờ nó đang đi lên vẫn chưa xuất hiện cái đỉnh đầu tiên thì đầu tư mình có cứ nắm giữ đúng không ạ chứ đầu tư mình có thấy mã phiếu này xấu đó mà mình bán nó làm cái gì đúng không hả? thì đối với em thì mã phiếu bvf vẫn giữ trong lai tăng thứ hai dòng tiền vào hay không dòng tiền vào mạnh mẽ này. ở đoạn này nó cân bằng tốt hay không cân bằng tốt này thì mình chỉnh nó chỉnh hay không nó không chỉnh thì chứng tỏ nó mạnh hơn chưa thì đối với nhau tương mình có thì cứ nắm giữ đối với VF còn muốn mới thì đánh giá vùng giá 31 này chấp nhận rủi ro vẫn mua được và chúng ta đặt stop loss ở đâu là đặt stop loss quanh vùng giá đâu khoảng là 29.5 đúng mà còn mục tiêu của nó thì kỳ vọng nó sẽ lên cái vùng gọi là đỉnh trước của nó là quanh vùng giá khoảng là 33 thì anh chỉ thấy đoạn này này mới là cái vùng cản mạnh của nó này quanh vùng giá 33 đúng không à? ạ đây đó đây là vùng cản mạnh của nó này đó, nên lưu ý được mã phiếu này nếu chấp nhận ro đánh tay cộng vẫn được tiếp tục là bbc đi hôm nay có sáu hay không thực chất mã phiếu này nó là cái mã cổ phiếu hơi bao cung một tí trên like của nó hay như thế nào trên vẫn giữ trên tăng này dòng tiền vào chưa dòng tiền vào này nó xuất hiện mô hình hai đỉnh ba đỉnh chưa nó vẫn chưa xuất hiện mô hình hai đỉnh ba đỉnh anh chị thấy này chiều mặc dù có đạp xuống nhưng anh chị thấy rút chân lên liền tại vì nó khá là mạnh đúng không ạ à? thì đối với mã phiếu này có gì sao cứ nắm giữ tiếp tục còn mua mới sao có thể mua được không thì chấp nhận ro vẫn có thể mua được với giá khoảng 18.4 và đặt top, top ở những cái vùng bao nhiêu đâu khoảng là vùng giá 17 và kỳ vọng tiêu nó lên bao nhiêu ạ? À? Ít nhất nó sẽ lên lắp gác vùng giá 20.5 nên là tụi mình cứ tự tin nắm giữ đối mà cổ phiếu BBC. Đúng mà tại vì đây à nó có một cái gáp gì ạ? À? Gáp down này nó chớp lại thì khả năng sẽ quay về lắp trong tương lai. Ví dụ như con FTS đi, đúng không ạ? Anh nhìn thấy rõ ràng rằng này, ở đây này có gáp gì ạ? À? Có gáp down này. Đó, ở đây này có gáp gì ạ? À? Có gáp gì ạ? À? Ở đây cũng có cái gáp down này, đúng mà. Hay ở đây anh chị thấy này Cũng có gáp gì ạ? À? cũng có gap đau này rồi trước khi bật tăng như vậy có nhiều tư mà mình nghĩ là nó lên đến những cái vùng này để lắp gap đau hay không thực chất ít nhiều tư nằm nghĩ à, mã cổ phiếu này từ những vùng giá đó khoảng là 15 đi mà có thể lên giáo như ạ 26 để lắp gáp đúng không ạ tăng trăm phần trăm nhưng thực chất chỉ thấy là kéo từ 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 ra thì rõ ràng là khi tích lũy đủ dòng tiền vào đúng không ạ sau đó cân bằng thì nó cũng phải kéo lên một nhịp đúng không ạ quay về lắp gáp này đầu tiên sau khiến cân bằng nhịp nữa sợ anh chị thấy kéo lên lắp thêm cái gáp này luôn đúng không ạ nên chị thấy rõ ràng rằng ấy những cái gáp ra mở ra nó sẽ có xuống lắp lại trong tương lai thì gáp 20 quanh 21 này là cái gấp mục tiêu của BBC thì chấp nhận rủi ro vào đánh tới cộng thì như thế này từ vùng giá 18 mà lên cái vùng giá bao nhiêu ạ à? lên vùng giá đó khoảng là 20 21 giờ đây thì anh chị thấy bao nhiêu phần trăm từ đây mà lên đây này cũng được khoảng biên độ 5 10 trăm nên nhiều tin có thể là chấp nhận được đúng mà đối với BBC nên lưu ý mà phiếu này có thể đánh tay cộng được này rồi tiếp tục là nhìn bếp lờ đi anh chị thấy này đẹp hay không bl là này trên lại trên, trên lên, tăng này nên chị thấy là kiểu cứ phút lên như thế này anh chị thấy này nó kéo tràn liên tục này thì thực chất ở đây này nhà đầu tư có đu vào được đâu chủ yếu là tổ chức hoặc kéo giá thôi và anh chị thấy ở đây nó mở gấp gì ạ nó mở cái gáp gọi là gấp đau này thì kỳ vọng cũng sẽ kéo lên tới đây mới bắt đầu có những dấu hiệu gọi là tạo đỉnh đầu tiên hay hay là nó bắt đầu có những yếu tố sai quay trở lại đúng không ạ nên chị thấy con bxl này nó chưa gọi là chết thì anh chị thấy rõ ràng rằng dòng vũ khí nó chưa chết ngay đâu đúng không ạ vật chất những mạng phiếu ít nhất phải tạo hai ba đỉnh hoặc là mẫu hình vai đầu vai hay là mẫu hình vít A phân phối thì mới rơi còn nhìn chung đây trên của nó vẫn tăng thì vẫn có thể nắm giữ bình thường còn đối với em thì BL là mã phiếu bao cung thì em sẽ không đánh đối với mã phiếu này BBB sao BB à? đẹp không BB thì trên like vẫn trên lại tăng này dòng tiền vào không dòng tiền vào này gặp lại cản sao à? tích lũy cho lại việc bình thường đúng mà luôn luôn như vậy ví dụ ở đây anh chị thấy này đây là cản trước sau nó cũng phải tích lũy cho lại ba ứng phiên trước khi bật tăng đúng mà nó luôn là như vậy thôi ví dụ ở đây anh chị đây trước khi nó có những cái trạng thái bật tăng thì anh chị thấy là gặp lại cản sao à? thì cũng phải tích lũy và xe quay này đúng mà nhưng mà thực chất nó cũng phải hai đỉnh mới rơi một đỉnh hai đỉnh mới rơi còn bây giờ thế của nó đang lên nhà đầu tư kêu nó rơi ngay làm sao rơi ngay được đúng mà nên đối với những mã phiếu BVB này có cứ giữ muốn mua mới thì chấp nhận rủi ro thì vào mua và chúng ta đặt stop loss với đồng giá khoảng 18 5 đúng mà ạ? Và mục tiêu nó thì năm trăm thôi. Thì đối với em thì BB cũng khá là mạnh, có cứ nắm giữ thêm. Còn BSR thì nó là cái mã cổ phiếu gọi là ở sau và nó yếu hơn so với những mã khác và nó là mã phiếu ăn theo thôi đúng mà Anh chị thấy BVD này, nó chạy trước rồi đúng mà Nó chạy trước một nhịp sau đó con BXR này nó mới chạy đúng không ạ? Thì chứng tỏ rằng đấy nó yếu hơn. hiện mà cổ phiếu nào mà yếu hơn thì chị thấy thực chất ấy nó gặp lại cản thì khả năng sẽ điều chỉnh hoặc cân bằng lại chứ chưa tăng ngay đâu. Nên đầu tư là mình có thì cứ giữ thêm, còn thực chất cái điểm mua mới đối với BSR thì ở đây không phải điểm mua mới, đúng mà Phải chờ đợi ít ờ, tích lũy và xoay quay hoặc là cho nó quay lại retest những cái vùng gọi là hỗ trợ nó ví dụ như nó test vùng giá 16 thành công lên nó hướng lên thì mới là điểm mua. Còn bây giờ dòng tiền vào thì mình vẫn có thể nắm giữ bình thường. Ôi cũng tương tự thôi, thực chất nó cũng là mẫu phiếu bất cung, nhìn chung có cứ nắm giữ, nó vẫn cân bằng khá là tốt còn điểm mua mới nó thì thật chắc chưa có chờ đợi nó cân bằng thêm thì chúng ta mới có điểm mua tiếp tục đối với những cái mã cổ phiếu của dòng gì nữa à tiếp tục là những mã cổ phiếu dòng thép đi dòng thép thì cũng có phân tích nhau tụi mình rồi đúng không ạ à. đầu tiên là con HPG đi thứ nhất chúng ta xét về trên like thì ở đây anh chị thấy này đây là trên like tăng về trung hạn của nó này đúng không ạ à. thì bây giờ cái trên line tăng về trung hạn của nó đã gãy chưa thì ở đây thực chất là nó có những cái yếu tố gãy rụng rồi trên like tăng về trung hạn và nó đang gọi là kênh dưới xu hướng đúng không ạ à. và nó đang có những yếu tố phân kỳ âm này khi tạo ra gì à định sao tháo định trước thể hiện cho trạng thái phân kỳ âm đó và khi một cái mạo phiếu đang bước vào trạng thái phân kỳ âm và chưa có dùng tiền vào đánh, đánh lên thì chúng ta có vào chúng ta mua hay không thì đối với em em sẽ không mua tại vì sao ạ à? cái quan trọng nhất của một mã cổ phiếu là cái gì là cái trên xu thế nhưng chị thấy cái trend xu thế trong ngắn hạn thì nó đang có phân kỳ âm như thế này chúng ta sẽ không mua đúng mà ạ tại vì anh chị biết rằng ấy một mã phiếu đang trong trên lai tăng đây anh chị mua bất cứ giá nào cũng lãi nhưng mà một cái mã phiếu đi trong xu hướng giảm đi anh chị thấy mua điểm nào cũng lỗ đúng không anh chị thấy bắt đầu phân kỳ âm nên chị mua điểm nào cũng lỗ mặc dù giá của nó rẻ thật đúng mà quan trọng là trên xu thế của nó như thế nào nên anh chị thấy mới có những cái câu ấy trên xu thế là những người bạn đồng hành với nhà tư và ở đây nhìn chung á ở đây nó có những trạng thái trên xu thế giảm thì chúng ta sẽ không mua còn có sao có thể canh hồi lên để bán chờ đợi những cái mã phiếu khác mua nó sẽ ổn hơn ví dụ như anh chị thấy đây có hbg anh chị mua từ cái ngày hai mươi sáu đi đúng không ạ rồi anh chị mua cái gì nắm giữ đến bây giờ đi, thì anh chị thấy rõ ràng rằng bây giờ lỗ bao nhiêu trăm mà từ ngày 264 anh chị mua anh chị nắm giữ đến bây giờ lỗ khoảng uh, 3% phần trăm nhưng trong ngày 264 anh chị bắt đầu anh chị mua dầu khí như con BVD anh chị lãi nhiêu trăm, 26 tháng 4 đúng không ạ? À. đây từ ngày 26 tháng 4, 21 này, ngày 5 này, 27 này, 26 là phiên này chị mua nắm giữ đến giờ lãi 18,5 trăm đúng không ạ? À. nên chị thấy trong thị trường này cứ chọn nhưng mạnh mà đánh thôi, chọn nhưng tiền mà đánh, chứ chị thấy dùng thép có dùng tiền đâu mà vào đánh đúng không ạ? À anh chị thấy con hg này có dòng tiền đâu mà đánh rõ ràng rằng chúng ta phải biết à, chọn cái dòng tiền nó đang ở dòng nào chúng ta đánh dòng đó chúng phải à, thấy cái dòng thép đang giảm chúng ta lao đầu vào chúng ta mua và mua anh chị thấy giai đoạn này có ai có lãi đâu đúng mà thực chất là lỗ thôi còn nhìn chung ấy là con hg chúng ta kẻ trên line ra đi trên line của nó như thế nào trong ngắn hạn thì trên line của nó thì nó bắt đầu nó gãy trên line đúng mà ạ nó quay lại tích tăng la tăng của nó sau đó bắt đầu nó gãy rũ với von lớn đúng mà do có những tin tức xấu là cái việc nó bị cắt margin đúng không à, và khi nó gãy rũ vol lớn như thế này mà nó có những trạng thái ấy, nó tìm cận một hỗ trợ nó cũng có những yếu tố rút chân lên nhưng nhìn chung mấy đối với mã phiếu này anh chị phải nhìn nhìn cái gì nhìn cái gáp ở dưới đây này đó nó có cái gáp này nó chưa lắp lại này nên đối với em ấy, thì những mã phiếu này khi nó quay lại lắp gáp ở dưới đây này mới bắt đầu có những nhịp cân bằng và phục hồi lên còn xét trong ngắn hạn thì thực chất cái trên của nó vẫn là trên giảm đúng không ạ đúng không ạ đỉnh xong trước này thì thực chất ở đây chúng ta sẽ không tham gia cứ chờ đợi nó chỉnh xong nó cân bằng nó hướng lên chúng ta tham gia vẫn chưa muộn còn giờ em sẽ không bắt đáy mã phiếu hạt giờ tại bên chị thấy rõ ràng rằng chúng ta đâu biết đâu là đáy đâu ví dụ như một mã phiếu đi nó đang rơi đúng không à? ạ vừa rơi phiên này xong chị thấy này ờ à, thấy giá rẻ quá vào mua đi nó giảm ba bảy bảy trăm này vào mua đi nhưng chị vừa mua điểm này xong bắt đầu rơi về đây đúng không à? nhưng mà khi chúng ta mua chúng ta phải chờ cái gì ờ à, chờ đợi bắt đầu này cái đáy đầu tiên xuất hiện này cái đáy số 2 xuất hiện này tết cung này chúng ta mua thì hàng về tay cộng ta mới có lãi, đúng không ạ anh chị thấy đoạn này nó rơi đi chị biết đâu là đáy nó đâu ví dụ rơi đây chị thấy thấp quá anh chị mua nhưng chắc mua có lãi đâu rơi về đây anh chị tưởng hai đáy chị mua nhưng chắc anh chị thấy này nó chưa có những sự phân kỳ dương lên và nó chưa có dùng tiền xác nhận thì sao nó vẫn có thể rơi bình thường đúng không à? ạ nên đối với những cái mã phiếu này chúng ta phải chờ gì ít nhất phải có dòng tiền vào nó cân bằng hướng lên mới tham gia còn đang trên giảm thì nhau tin hạn chế tham gia bật đá đối mã phiếu gọi là HSG Nam Kim tương tự thôi đúng không ạ đoạn này nhìn chung nó gặp lại cản thì kiểu gì cũng cân bằng rồi đúng không ạ hoặc là nó cũng phải chỉnh thôi còn đối với em thì ở đây không phải điểm mua đối với mà phiếu Nam Kim có thể canh chốt lại và hạ ra bớt tại vì con HSG nó rơi trước rồi thì những mã phiếu này ngày mai cũng sẽ bắt đầu chỉnh theo thôi nên hạn chế mua đối mã phiếu Nam Kim tiếp tục là VGS thì sao ạ à? VGS thì nó là bao cung, trên vẫn trên tăng thì có cái nắm giữ, khả năng là đoạn này sẽ cân bằng thêm. Còn nhìn chung cái điểm mua mới của nó thì chưa có này. SMC thì mã phiếu này mạnh này đúng mà, ạ? SMC thì cũng được phân hóa so với dòng của nó này. Trên la vẫn trên lại tăng. Dòng tiền cũng vào này, đoạn này cũng cân bằng khá tốt này thì có cái nắm giữ. Còn điểm mua mới thì cứ cho nó tích lũy từ 3 năm phim ta mới mua. Còn bây giờ chưa có dấu hiệu tích cung, nó chỉ mới có xuất hiện những phiên nô điện ba thôi, nó báo hình trạng thái cân bằng thôi đúng không Thì khi nó cân bằng đủ ít nhất từ 3 năm phim mà xuất hiện tích cung mới là điểm mua đẹp. Còn bây giờ nó vẫn chưa dấu hiệu gì gọi là đặt định đối mã phiếu SMC. Tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của khu công nghiệp đi. Khu công nghiệp tiền chỉ thấy này, những mã cổ phiếu như IDC đẹp hay không? IDC nhìn cho mấy cái trên của nó như thế nào ạ? À? Trên của nó thì cũng đã bứt phá khỏi những trendline giảm rồi đúng không ạ? À? Tại vì mẫu hình của nó mẫu hình gì ạ? À? Mẫu hình của nó là mẫu hình VCB thu hẹp. Đây là mẫu hình VCB thu hẹp của nó này, để em vẽ ra cho đầu tư mình dễ hình dung. Đây này. Đúng mà càng cuối vùng gọi là tam giác thì nó càng có những cái biên độ thu hẹp dần nó gọi là mẫu hình VCPU hẹp nhà đầu tư mình có đọc quyển sách của mắt Mark Mulvaney thì sẽ biết mẫu hình này và ở đâu là điểm xác nhận của nó thì đây này là cái điểm xác nhận của nó này đúng không và bứt phá khỏi những đường gì ạ? bứt phá những cái đường slide thì sao nó sẽ bắt đầu có những yếu tố cân bằng trở lại tại vì nó luôn luôn có những yếu tố hấp thụ lại lượng cung qua những vùng đỉnh trước do nhà đầu tư đang có lại bán ra này đó nhà đầu tư đang kẹp hàng ở vùng gọi là cạn trước bán ra này và khi tích lũy công mới bắt đầu bước vào nhịp tăng đúng không và mã phiếu IDC này thì nó chậm hơn những mã phiếu khác nhưng mà khi nó đánh thì nó sẽ đánh rất là ghê thì nó mang những cái tính chất gọi là những mặt cổ phiếu điên ấy và gọi là những mặt cổ phiếu gọi là có những cái tổ chức sao để họ đánh lên ấy em ví dụ như cái đoạn này đây anh chị thấy này cái đoạn này là anh chị nhìn qua những mảng cổ phiếu như con gì như SJC đúng không ạ thì nó làm gì mà nó tăng mạnh bằng EDC anh chị thấy một lần nó chạy sao nó chạy từ cái vùng giá đó khoảng 31 này nó đạt đỉnh tăng đâu khoảng là 155 phần trăm mà trong vòng có mấy tuần thôi nhưng chị thấy con KBC đi cũng chung vòng của nó đúng ạ cũng 30 tháng 8 này ngày mai 21 chị thấy đây rõ ràng rằng nó tăng yếu hơn đúng không ạ mặc dù nó xuất phát trước anh chị thấy rõ ràng rằng nó xuất phát trước nhưng chị thấy tăng hiện tăng yếu hơn còn mã phiếu idc thì sao nó xuất phát chậm nhưng sau nó sẽ tăng nó tăng mạnh hơn thì cái đó là cái tính chất của cái mã cổ phiếu mà nó mang những cái trạng thái có tổ chức ở phía sau điều hành thì đó những mã phiếu này thì có thì cứ nắm giữ tích lũy cũng khá tốt mỗi hình vcb thu hẹp thì, thì ổn rồi đúng không ạ chỉ chờ cái dòng tiền kích hoạt vào đánh thôi còn muốn, muốn mới sau sao cứ chờ đợi một cái phiên tết cung đi ví dụ phiên hôm nay là nô no. No supply 3 này, ngày mai xuất hiện một phiên tết cung đây sẽ điểm mua chuẩn nó mã phiếu này. Còn bây giờ có thể nắm giữ bình thường đối với IDC thì mẫu hình VCB thu hẹp là mẫu hình như thế nào Thì chị thấy này giai đoạn phía trước nó cũng xuất hiện khá là nhiều cái mẫu hình VCB thu hẹp đây ví dụ đoạn này chị thấy lúc đó nó chưa thanh khoản nó cũng làm ở phía bao công nhưng mà cái mẫu hình này cũng gọi là mẫu hình VCB thu hẹp này đó đúng mà đây cứ cuối cái vùng tam giác thì sao nó càng siết chặt dần này đó siết chặt dần này xuất hiện dòng tiền vào này thì sao nó phải tích lũy là như thế này đúng mà thì nó đang có động tích lũy và xe quay này trước khi nó kéo tiếp đúng mà nó luôn luôn như vậy hay là chị thấy con STB đây cũng là mẫu hình VCB thu hẹp này đây cũng là cái mẫu hình vcb đường hẹp này anh chị thấy này đó càng cuối về cái gì ạ? cái vùng tam giác sau à thì cái biên độ của nó hẹp dần sau đó xuất hiện một phiên gì? một phiên bờ đất ao thì anh chị thấy là khi nào mà nó vượt khỏi những vùng cản sao nó cũng phải tích lũy lại một thời gian này đúng không ạ à, trước khi nó bật tăng tiếp thì EDC thì nó đang trong quá trình tích lũy đúng không ạ à, thì chờ đợi nó tích lũy xong chúng ta có điểm mua còn bây giờ cứ chờ đợi thêm đối với mã cổ phiếu EDC chưa gì phải gọi đối mã phiếu này tiếp tục đối với mã cổ phiếu như con KBC đi KBC nhìn chung nó gặp lại cản thì chờ đợi nó tăng thêm thì đối với em thì ở đây chưa đủ độ cân bằng và nó có nhiều tố mở gác thì em sẽ có mua mới chờ đợi nó quay lại lắp gác hoặc là có nhiều tố cân bằng hẳn cung mới có điểm mua còn bây giờ vẫn có thể nắm giữ bình thường SJC thì chị thấy hôm nay cũng xuất hiện Nodin 3 thì, thì nó báo hiện trạng thái cân bằng thêm thôi thì anh chị thấy này Nodin 3 là gì một cái thanh ba đóng cửa ở giữa thì sự cân bằng cung cầu giữa nhau tư mua và nhiều tư bán và cái thanh cái vol ở mức ở trung bình thì em ví dụ cụ thể ví dụ ở đây như thế này đây nó đang bắt đầu test cung này đó bắt đầu xuất hiện Nodin 3 thì chị thấy là giai phía sau này nó mặc dù nó có tăng nhưng sau đó cũng sẽ bắt đầu nó cân bằng trở lại chứ nó chưa tăng tiếp đúng không ạ anh chị thấy phiên này này nó cũng là phiên gì nô no đình ba này đóng cửa nó giữa này và vol mức trung bình này hiện sẽ cân bằng lại một vài phiên trước khi bật tăng đúng không ạ thì ở đây nó cũng báo hiệu như vậy nó báo hiệu trạng thái cân bằng thôi nên đối với em thì nắm giữ bình thường còn nếu mua mới chưa có BSR thì anh chị thấy nó cũng đang vào sóng đúng không ạ? Trendline của nó vẫn giữ trendline tăng thì cứ nắm giữ này, còn điểm mua mới thì thật chắc chưa có đối mặt cổ phiếu BHR nên quan sát và chờ đợi những trạng thái cân bằng chúng ta mới có điểm mua ở phía sau GVR sao ạ à? GVR trên live vẫn cây lại tăng nó gặp lại cản thì cho tích lũy lại thêm chúng ta cũng sẽ không đòi hỏi mã phiếu này phải tăng kéo chữ V cho chúng ta được đúng mà mã phiếu tăng thì nó phải có nghỉ chứ đâu phải là nó sẽ kéo tăng hoài đâu đúng mà nên những mã phiếu này nó cân bằng lại trở lại là cái việc hợp lý rồi VGC thì như thế này điểm mua chính của mã phiếu VGC điểm mua tích công mình có khuyến nghị trong những phiên phía trước đúng không ạ còn bây giờ nó tăng nó gặp đại cản sao thì cho nó cân bằng trở lại thêm thôi chứ bây giờ nó gặp đại cản sẽ có nguồn cung do tôi đang kẹp hàng bán ra này nhà tức đang có lại bán ra thì sao nó tăng được thì muốn tăng nữa sao thì phải cần tích lũy trở lại thêm đúng mà dòng tiền đã vào rồi nên cứ yên tâm nắm giữ còn cái điểm mua mới chờ đợi nó tích lũy thêm tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng cảng biển đi tại vì sao phân tích dòng cảng biển tại vì dòng cảng biển cũng đang bắt đầu có những tín hiệu vào sóng thì đầu tiên ấy, những mã phiếu như SGB gì thế nó đã tăng chưa anh dễ dòng tiền vào này cũng đã tăng rất quyết liệt đúng không đó là cái tín hiệu sóng dòng của nó tiếp theo anh chị thấy những mã phiếu gì ạ à. d XB đúng không ạ là cản động xá tăng chưa anh chị thấy tăng giật 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 lên này đúng không ạ nó đã có những cái tính chất gọi là bông đầu rồi nó đã có những cái trạng thái ở ừ, những mã cổ phiếu này đã vào sóng ở này đó thì em cũng sẽ báo hiệu cho dòng cảng biển nên chị thấy những dòng đây này hh cũng bắt đầu này vượt cản chéo như vượt cản chéo ở này đó btb bắt đầu chạy lên là này đúng không ạ? nên chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lưu ý đối với, đối với dòng cảng biển nhưng mà chúng ta phải lưu ý đến mã phiếu nào, các không hả? thì bây giờ mình sẽ gợi ý cho đầu tư mình một vài cái khay để mình có thể lưu ý cho những dòng cảng biển ở giai phía sau. thì đầu tiên mình sẽ phân tích con vót. tại vì sao phân tích con này? tại vì thực chất con này cung cầu nó đang quang này, đúng không ạ? và nó ổn định này. thì nhìn chung hết cái kênh của con vót đang là trên tăng. mẫu hình nó đang hình thành mẫu hình gì? đó là mẫu hình vai và đầu. và đây là phần vai ngược, đúng không ạ? sau khi tạo hình vai đầu vai sau đây có dòng tiền vào chưa? dòng tiền vào bảo kê sau đó bắt đầu yếu tố gì à? nó gặp lại cản sao ạ à? thì nó đang có những trạng thái cân bằng và đang có yếu tố siết biên lại ở đây chỉ thấy mở gốc đã quay lại retest hết cái mức khá thành công đúng không ạ à? nó đã có vùng giá 11.45 đã lắp hết cái mức rồi thì chỉ cần ngày mai có một nhịp nhúng nhẹ phiên sáng phiên chiều Tết cung là những điểm mua khá chuẩn của nó đúng không ạ à? nên lưu ý đối với mã cổ phiếu gọi là Ford này trong phiên ngày mai nếu Tết cung có thể vào mua và mẫu hình của nó khá đẹp vai đầu vai đúng không ạ à? và trên của nó cũng là gì ạ à? cũng là lai like tăng và những mẫu hình vai đầu vai khá thành công ở trong giai đoạn này các anh chị nhìn qua những mã phiếu gì ạ như con FTS đi đoạn trước là mẫu hình gì rõ ràng của nó mẫu hình gì ạ mẫu hình vai đầu vai này đúng không ạ vào phơ mẫu hình này vai này đó vai này đâu là đầu nó ạ à? đây là đầu này đó và đây là phần gì ạ đây là phần vai ngược của nó này sau khi vai của nó xuất hiện sao ạ à? thì thấy rõ ràng rằng này dòng tiền vào đánh lên này đúng không ạ đây dòng tiền vào đánh lên đầu tiên này sau đó bắt đầu này những trạng thái cân bằng này quanh cản trước của nó này đó nô no sập tích cung này nô no sập này tích cung này chạy đó thì vót cũng đang có hình thành những trạng thái như vậy nên lưu ý được đó mà cổ phiếu vót thì em chỉ ví dụ cho tư về cái mô hình vai đầu vai để mình dẫn dùng thôi đó mà tiếp tục là con SGB thì em nói rồi có sống rồi thì chất điểm tích cung đây là điểm mua đẹp nhất rồi đầu tư mua điểm này cứ nắm giữ thôi còn bây giờ điểm mua mới thì thực chất rất khó để mua mới tại vì là tăng như thế này rồi thì chúng ta phải chờ đợi thêm tại vì sao em nói là rất khó để chúng ta mua mới khi vẫn chạy như thế này ví dụ ở đây anh chị mua tết công đây không ạ thì khi nó tăng lên thì anh chị dễ dàng chốt lãi nhưng mà khi nhà tôi mình đu đuổi đến đây đi rồi hàng về nó đánh cho ba cây sàn sao lỗ gần ba mươi trăm thì làm sao cắt lỗ đúng không ạ nên rất là khó nên đối với em ấy, ừ, những điểm mua tốt ở đây là điểm mua tốt tết công mua được thì nắm còn không mua được sao thì chờ đợi những mã phiếu khác mua trên thị trường này nhiều mã phiếu mua thì tại vì sao mình phải mua đủ một cái mã phiếu nào mà nó mang lại những cái tính chất rủi ro cho đầu tư mình đúng mà nên toàn khuyến nghị là em sẽ khuyến nghị tại nền và nổ lên em sẽ bán đó là cái chiến lược của em. Chứ em sẽ không mua đâu ạ, à? em sẽ không mua break. đúng không ạ? Tại vì thực chất đoạn này mua break có lãi đâu mà mua. Và đối với em thì cái chiến lược và phương pháp của mình em sẽ luôn tương thủ khi mà có những cái điểm tích cung mới là khuyến nghị vào tương mình Còn mở break lên thì em sẽ bỏ qua. Đó đối với mặt phía này có cứ nắm giữ kênh chặn lại chút lại hợp lý hơn. rồi hh sao ạ? À? anh chị thấy là đoạn này này cũng là mẫu hình gì? À? Đây là cái mẫu hình gọi là lá cờ đúng không ạ? À? Đây anh chị thấy là mẫu hình lá cờ. đó dòng tiền vào này đó lá cờ này rủ bỏ xuống này no sụp tích cung này nó chạy thực chất mã phiếu như con hát này nó sẽ không đánh theo theo cái kiểu gọi là tích cung hay no sụp gì đâu tại vì thực chất anh chị thấy những mã phiếu này này cung cầu lỏng lẻo này nó muốn đánh sao thì nó đánh lên luôn thôi đúng mà anh chị thấy lỏng lẻo đánh như thế này này nó đâu có đánh theo những cái thanh ba gì đâu đó mà cứ đánh cân bằng xong nó sẽ kéo như thế này này đó nó kéo xong nó ngừng xong cái rượu bắt đầu nó kéo thì đánh rất khó chịu giống như đoạn này vậy thấy rượu đây này tưởng gãy luôn rồi đúng không ạ nhưng chị thấy rõ ràng là nó lại kéo lên mới bắt đầu nó gãy xuống nên đánh không tương thiệu thương tắc gì cả đúng mà hay giống đoạn này đi anh chị thấy này nó nó cũng có một cái đoạn này nó cũng sẽ kéo giật giật lên này hai đỉnh mới đoạn, nó rơi xuống này thì nhìn chung đánh giá thì con HH này khả năng sẽ có những trạng thái cân bằng chúng ta có đi mua còn bây giờ chưa đi mua mới đấy HH còn phú tài thì bây giờ dòng tiền đã vào rồi đã nổ rồi thì chúng ta sẽ không mua tết cung đây để mua đẹp nhất rồi này còn lên đây thì chúng ta chờ đợi cân bằng thêm còn gamma nó cũng bắt đầu bao cung rồi nên cũng sẽ không phân tích đúng không từ bao cung chúng ta đâu phân tích được đâu anh chị cứ thấy vol nó cứ điều 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 điều, điều như thế này này, cứ đầu phiên sáng thì nó đạp cuối cuối phiên chiều thì nó nó kéo mà nó cứ đánh điều điều điều. Anh chị thấy đánh đoạn này này, nó bao cung rất nhìn rất thấy rõ đúng không ạ? Dễ bị điều tiết nên những mã phiếu này này chủ yếu dựa vào cái ý chí tổ chức thôi. Chúng ta đánh sẽ rất khó phân tích được cung cầu. Và mã phiếu nào không phân tích được cung cầu chúng ta cứ bỏ qua đúng không ạ? Chúng ta chỉ chọn những nhiệt dễ chúng ta giao. Chúng ta đừng có phân tích những cái mã phiếu nào mà quá tầm cái quá tầm mà phân tích kỹ thuật. Tại thực chất những mã phiếu như anh chị thấy TCM đi cũng là mã phiếu bao cung anh chị đầu tư phân tích được đâu đánh cái chặt như thế này làm xong tích bây giờ đang ở đây nè không phải tăng luôn mà anh chị thấy rõ ràng là bắt đầu nó giảm đúng mà nó đánh rất khó chịu anh chị thấy cứ vô của nó cứ đều 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 đều, đều. cái anh bao nó cứ đều đều anh chị thấy đầu phiên đạp cuối phiên kéo đầu phiên đạp cuối phiên kéo đây anh chị thấy đầu phiên kéo cuối phiên đạp đầu phiên kéo cuối phiên đạp đúng mà xong bắt đầu dưới đây này đầu phiên đạp cuối phiên kéo thì có khi nào mà tâm lý của tụi mình sáng nắng chiều mưa để đâu thực chất ở đây bị những cái tổ chức họ điều tiết nên chị thấy cái cung cầu nó không đàng quang nên nó tạo ra cái chặt rất là khó nhìn không mà các chị nhìn vỏ chạm rõ ràng là có nhìn ai nhìn được đâu nó khác rõ ràng so với những mã phiếu cung cầu bình thường chị nhìn qua những mã phiếu như vót đi chị thấy cái chạc khác nhưng chị nhìn qua con gì à như con TCM thì hồi nãy chị thấy này cái chạc nó khác rõ ràng đúng mà nhìn vào hai chạc thì nó khác nhau chứ nó không giống đúng mà tại vì cái biên độ của những cái mã phiếu bao cung thì nó lớn với lại nó nó cứ điều 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 rất khó phân tích đúng mà nên cái gì khó thì chúng ta bỏ qua rồi tiếp tục là chúng ta sẽ phân tích qua thêm một vài mã cổ phiếu của dòng gì à dòng dòng thịt lợn đi Dabaco thì hôm qua nhà tư là mình có coi video của em ấy thì em cũng có nói với nhà đầu tư rồi hay là trong cái uh, sáng nay này những cái mạo cổ phiếu như Dabaco cũng có cập nhật cho tư mình khá là nhiều đúng không ạ à? thì chắc những cái mạo phiếu như Dabaco này khả năng sẽ kéo nhịp nước lúc rút nữa từ hiện đây chị thấy là của nó trên có vẫn giữ trên tăng này tết công này thì ở đây nó mới nhịp đánh đầu thôi thì sẽ đánh bắt đầu nó kéo nước rút lên đấy nó đánh giống như mẫu hình của CTD đang chị thế này đánh giống đoạn này này đó bắt đầu này nó rủ xuống này nó kéo lên nó kéo giật giật như thế này này sau bắt đầu nó kéo tăng cân bằng nó kéo lên nữa đó mà thì đối với đâu cô nhiều tư mình có cứ nắm giữ còn muốn mua mới thì cứ chờ đợi đi nó sẽ có nhịp rủ rủ về đâu nó rủ về tích đỉnh như đây này, này đó rồi bắt đầu nó hướng lên đấy sẽ là điểm mua mới đó mà cổ phiếu đau cô cứ chờ đợi thêm còn bây giờ điểm mua mới thì chúng ta cứ chờ đợi thêm thôi ag nó cũng bắt đầu nó kéo lên ở này nhưng chúng nó gặp lại cản thì cho nó cân bằng lại thêm chứ chưa thể tăng ngay bf nó cũng được hưởng theo cái dòng uh, con đa ba cô dẫn dắt này và ở đây cân bằng khác tốt này nếu tôi mình có cái nắm giữ còn nói mã phiếu này đánh giá thì thanh khoản của nó hơi bé đúng không ạ với lại những cái mã phiếu này nó đánh cũng rất là khó chịu cũng có những cái tổ chức họ đang đánh những mã phiếu này thì chúng ta rất khó để chúng ta đánh theo được tại vì cái anh chị thấy này nó cứ đánh cái mẫu hình rất khó chịu rủ một cái nó mới kéo đúng không ạ và anh chị thấy thanh khoản của nó cũng điều điều nó cũng lớn như này thì chúng ta sẽ rất khó để có thể là hình dung được cái dấu chân tổ chức nên đối mã phiếu này hợp lý là chúng ta sẽ quan sát và nắm giữ thôi nếu có hàng còn đối với thì mua mới thì mình sẽ không mua tại vì nó hơi bô cùng một tí rồi tiếp tục đối với những cái mã cổ phiếu của dòng gì À? Tiếp tục là dòng uh, dòng đầu tư công đi. Đầu tư công thì mấy bữa nay cũng chưa phân tích nhiều thì đầu tiên là con uh, S g đi. Sớm g thật chất nó cũng là mã phiếu bao công đúng không? mà trên like vẫn trên -Li tăng này. Dòng tiền vào chưa, dòng tiền vào này. Ở đây nó cũng đang bắt đầu có những trạng thái cân bằng này, nó kéo xong nó cân bằng rồi nó bắt đầu nó quay lại thì test định trước của nó. Hình chung đối với những mã phiếu này tôi mình có cái đóng giữ này, còn điểm mua mới của nó thì chưa chờ là nó cân bằng thêm chứ bây giờ vẫn chưa điểm mua mới của nó hôm nay cả đám phiên no supply chờ đợi cái điểm tích cung mới là điểm mua chuẩn đối mã phiếu cmg tiếp tục đối với những mã cổ phiếu gì ạ như fcn nên chị thấy rõ ràng rằng này trên like của nó vẫn như trên like tăng này nó cũng kéo nút rút rồi thực chất từ đây nó xa nền ta sẽ không mua mới nữa tại vì sao ạ à? tại vì khi chúng ta mua mới mà nó xa nền sau sẽ mang những cái tính chất rủi ro khá là cao em ví dụ như nhiều tình mua đi ví dụ như mình mua ở đâu ạ à? mình mua ở nền ví dụ ở đây anh chị mua tết công này đó khi mà hàng về vẫn tăng lên thì đầu tư mình lãi năm bảy trăm có thể đưa ra quyết định gọi là mình chốt lãi đúng không ạ à? nhưng đối với nhà tôi mình mua trên đây đó thì chị thấy rõ ràng rằng hàng về sao hàng về thì sao chị đưa ra quyết định là có chốt lỗ hay không hay là cắt lỗ hay không và khi nhà đầu tư mình chưa ra đưa ra quyết định kịp hay mình còn sợ ấy là cái khoản lỗ mình ấy nó bắt đầu mất đi luôn và mất luôn khoản tiền của ta thì sao chị thấy nó giảm thêm nhịp nữa sao rất dễ dàng cắt lỗ ngay đáy đúng mà còn những đầu tư trên đây này khiến giảm nhịp thì sau đó chúng sẽ có nhịp cân bằng nhà đầu tư mình dễ dàng đưa ra quyết định hơn đúng mà tại vì ở đây một là bán hòa vốn đúng mà hay là chúng ta sẽ cắt lỗ ít thôi chứ không phải là chúng ta cắt lỗ nhiều nên như thấy này cái điểm mua nó quyết định cái điểm bán đó mà còn nhiều tình mua sai điểm sau thì rất khó để có thể đưa quyết định ở những cái phiên phía sau nên đối với em thì đang FCN tăng rộng chúng ta sẽ tìm gì tìm cơ hội khác chúng ta cũng sẽ không gọi là FOMO làm gì đối với em thì đây không phải điểm mua đối với FCN rồi tiếp tục là con G36 G36 thì hơi bao cung thì em cũng sẽ không tích đối với mã phiếu này đó tiếp tục là mã phiếu HBC đi abc đều ra những tin tức xấu thì bây giờ nó vẫn sai quy đái thôi nó vẫn chưa dấu hiệu gì đó mà thì có cái nắm giữ còn thực chất ở đây nó chưa dùng tiền thì chúng ta sẽ chưa mua mới HHV thì chị thấy nó cũng đã kéo chuyện rút rồi đúng không ạ đây trên lại vẫn trên lại tăng này nó kéo chuyện rút như thế này thì sao ạ à? phù hợp thì chốt lại nó phải vì chúng ta mua mới đúng không ạ ví dụ ở trên đây đây đó nó kéo chuyện rút như này nhà đầu mua mới thì kiểu gì cũng dính ngay định định của nó đúng không ạ tại vì khi mà nó bắt đầu nó điều chỉnh thì nó luôn luôn có nhịp trận rút đúng không ạ và nó chỉnh sao nó sẽ chỉnh rất ghê nó phải chỉnh về nền của nó đúng không ạ anh chị thấy chỉnh thì sao nó phải chỉnh về hỗ trợ trước của nó đúng không ạ hay đây anh chị thấy anh chị mua mua nền thì không sao nhưng chị thấy mua trên đỉnh Sau nó chỉnh sao nó chỉnh về nền đó mà đối với những đầu tư này trên đây mua thì sao thì rất dễ dàng dính những nghiệp rủ của nó về đâu khả nó sẽ về đây còn nếu mà nhiều hơn thì nó sẽ về giá khoảng 13 nhưng mà nên đối với nhiều tư mình có thì sao cứ canh chốt lại và chặn lại thôi chứ đây mua mới làm gì khi mà nó kéo mạnh như thế này hay giống như đoạn này đi nhiều tin mua ở tích cung này mình không mua cứ kéo lên đây này nó kéo ba phiên liên tục mà nhiều tư hương phấn mua vào đây vừa mua vào sao ngay đỉnh bắt đầu nhiều tư mình nó rơi về đây sao ạ bắt đầu cắt lỗ không kịp sao ạ chị thấy này dễ dàng đi luôn cái tài khoản đúng mà bây giờ tin mua dưới tích công lên đây mình có thể chốt lại rồi mình chặn lại Mà là khi nó rơi về đây nó hồi lên nhà tin sẽ dễ dàng đưa ra quyết định à, có bán hay không còn đối với nhà tin mua lên đỉnh sao rất khó để đưa ra quyết định đúng mà tại vì khi cái dòng cái tiền của mình làm ra mà nó tự nhiên nó bị mất thì sao thì rất khó để cắt lỗ đúng mà và trong thị trường này nhà tin chốt lãi thì chốt ngắn lắm đúng mà nhưng mà khi cắt lỗ thì chúng ta thấy à, để rất là sâu chúng ta sợ mất tiền thì sao chúng ta cắt lỗ khá là lâu đúng không ạ và khi chúng ta cắt lỗ lâu sau thì rất dễ dàng gọi là đi luôn cái tài khoản nên đối với cái nhà đầu tư nào mình kinh nghiệm đầy trường ấy, hay là đánh với sinh nhiều chúng ta biết rằng ấy, à, cái việc cắt lỗ khá quan trọng đúng mà tại vì những khoản lỗ lớn luôn luôn bắt đầu từ những khoản lỗ nhỏ nhưng nhà đầu tư mình cứ không bắt cắt được những khoản lỗ nhỏ sau thì khoản lỗ lớn của nó nó mới bắt đầu nó xuất hiện và nó bào mòn cái tài khoản của mình nếu nhà đầu tư nào mà mình đánh mặt xin mà mình không chịu tương hưởng công tác thì rất dễ dàng gọi là cháy tài khoản đúng không ạ trong thị trường chứng khoán này cũng thấy rất là nhiều trường hợp như vậy rồi nên tôi mình cứ đưa ra những nguyên tắc các lỗ sẽ chập lý đúng không ạ và phải chọn điểm mua sẽ chập lý chúng phải thấy FOMO lên đây chúng ta mua Thực chất thị trường chúng ta đầu tư ý, là chúng ta phải có phương pháp đúng không phải biết vì sao chúng ta mua chúng phải thấy à, người ta mua mình cũng mua mà không biết vì sao mình mua thì nó sẽ lại uh, gọi là bị uh, bị đu những cái đỉnh đúng không ạ và bán thì bán ngay đáy thôi thì đối với em thì đây không phải điểm mua mới còn con hút thì chị thấy này, đầu phiên tăng mạnh, cuối phiên bị bán ngược lại. Thì chắc ở đây, chị thấy tích cung ở đây mua được này, nhưng chị thấy đu trên đây sao? Hàng về đã bị lỗ rồi đúng không ạ? Thì đối với em thì ở đây, không phải điểm mua mới. Các chị thấy ở dưới đây nè, tích cung này mua không chịu mua. Lên lên đây đu, rồi hàng về kiểu gì cũng bị rủ thôi. Đúng mà, đối với em thì quan sát và nắm giữ thêm. Còn điểm mua mới chưa có đối với hút. Rồi tiếp tục như là CG đi. LCG thì trên lai cũng trên lai tăng nhưng chị thấy đoạn này nó cũng bắt đầu xuất hiện những cây nến rút râu này rút râu tục này đúng mà lực cung đang áp đảo lực cầu này thì đối với em nhờ tôi mình có canh rút lại thôi và những mã cổ phiếu trước khi đặt định nó luôn luôn có giai đoạn chạy rút đúng không ví dụ đoạn này này nó chạy rút này trước khi nó rơi anh chị thấy đoạn này nó cũng phải có chạy rút này đó trước khi nó rơi nó luôn luôn như vậy chạy rút này đó trước khi nó rơi đúng mà nên đoạn này chạy rút thì chúng ta mua nếu không thực chất mua dưới nền dưới đang mua đây mua làm gì và anh chị thấy là những điểm khuyến nghị của LCG thực chất anh chị xem video trước của em đi điểm thứ ngày là viên tích cung này này đúng mà về em canh gì à? em canh chặn lại chút lại thôi chứ lên đây em khuyến nghị đầu tư mua làm gì thực chất mua ở đây thì mua lại những quan lãi của người khác thôi đúng mà nên đối với em thì ở đây chúng ta sẽ không mua mới và canh chặn lại chút lãi hợp lý hơn rồi tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như con gì ạ à? như con BLC đi BLC chị thấy hôm nay cũng bắt đầu gãy rũ này vol cũng hơi lớn dần này thì chủ ý nó quay lại thì tích đỉnh thôi đúng không còn quay lại thì tích đỉnh thì nó có tổng cái đỉnh luôn hay không thì em chưa biết thì đối mà phía này có thì canh nhận lại chút lại điểm mua mới chưa có BLC rồi tiếp tục đối với những mà cổ phiếu của dòng uh, chứng khoán này chứng khoán cũng có nhắc từ mình nhiều rồi đúng không ạ nó tăng thì chúng ta sẽ không đổi giá nữa có thể canh nhận lại chút lại hợp lý hơn ví dụ con biết ai đi đây. đây trên lại của nó vẫn trên lại tăng nhưng nó đang có quá trình gọi là tạo ra những điểm gì vậy nó đang bắt đầu tạo ra những cái điểm gọi là UTD thì UTD là những điểm gọi là quá bán đúng không ạ gọi là quá mua đúng không ạ là những cái trạng thái là bắt đầu có những tố phân phối hàng khi volume tăng giá không tăng anh chị thấy này những phiên này này khớp lệnh cũng khá là lớn đúng không ạ 1,1 1 triệu cổ phiếu đúng không ạ 1,1 triệu phiếu nhưng mà nó cũng không tăng nhiều anh chị thấy là những phiên này này khớp lệnh 2,2 triệu phiếu mà chỉ tăng 4,83% trong khi đó anh chị thấy ở những cái vùng đáy của nó này chỉ cần tăng trần là 2,2 triệu đã tăng trần rồi đúng không ạ hay dưới đây này nó khớp lệnh 2,1 triệu tăng trần nhưng mà lên đây nó khớp lệnh cũng khá là nhiều nhưng chị thấy này đó cái vol cái giá của nó cũng không tăng nhiều đúng mà nên bắt đầu có những yếu tố gọi là phi logic về cung và cầu và đối với em ấy, thì những mặt phiếu này có cái kênh chốt lãi hợp lý hơn chính chị thấy chẳng rút nhau tư phơ mô vào thì kiểu gì cũng dính ngay đỉnh ngắn hạn đó thôi ví dụ ở đây đi nền không mua này nó bắt đầu kéo vô kéo, kéo kéo nước rút như này bắt đầu phơ mô mua sò thì bắt đầu là dính, dính ngay đỉnh ngắn hạn của nó nó luôn như vậy anh chị thấy dưới đây này tích cung mua này bắt đầu kéo lên đây này hỏi mua không thì làm sao khuyến nghị nhau tư mua được đúng mà luôn luôn như vậy nhau tư thấy ở dưới đáy và cân bằng ấy, nó chán nản không mua đâu ví dụ dưới đây này, tích cung không mua này đó bắt đầu này cái nút rút như thế này bắt đầu vào mua thì lại dính ngay đỉnh thì đối với em kia khi nó chạy rút như thế này thì canh bán hợp lý hơn canh mua FTS cũng chạy rút rồi thì canh bán thôi chứ không canh mua nữa đúng không ạ ở đây cũng xuất hiện này một cái nến gọi là đảo chiều này ở đây là một cái bộ nến bảo chiều này thì nó cũng đang bắt đầu xuất hiện những hiệu gọi là phân kỳ âm hai đỉnh rồi đúng không ạ nên đối với em thì vẫn chưa phải điểm mua mới mà phiếu này quan sát và nắm giữ canh nhận lại chút lại hợp lý hơn đối với FTS tiếp tục đối với mã phiếu HCM đi chân lại chân lại tăng nhưng ở đây anh chị thấy nó mở gì nó mở gấp gì nó mở gấp gọi là gấp ấp đúng mà ở đây anh chị vui zoom cái chạc ra thì chị thấy ở đây này có cái gấp ấp này đây em zoom ra cho nhiều tương dễ anh dùng này cái này gọi là gấp ấp này đó đây gấp gì đây gấp ấp này đó và những cái gấp nó mở ra nó sẽ có xu nó quay về lắp trong tương lai thì hồi nãy em có nói video rồi đúng mà đầu video em ví dụ đi cho tôi mình dễ anh dùng ở đây là gấp gì đây có thể gọi là gấp hay không anh chị thấy gấp ấp này nó tăng được vài phiên thôi nhưng chị thấy cũng phải quay về cái lắp gáp thôi đúng mà hay đoạn này như thế này gấp ấp mở ra này nó tăng được vài phiên cũng quay là lắp gáp này đây gấp gì đây gấp ấp này nó tăng được bao nhiêu phiên một hai phiên ba phiên bốn năm sáu bảy phiên quay về lắp gáp luôn đúng mà ở đây nó tăng bao nhiêu phiên ở đây mở gấp ấp này nó cũng quay lại test rồi này đây gấp ấp này tăng được ba phiên rồi thì kiểu gì nó cũng phải quay lại lắp gáp thôi nên đoạn này chúng ta sẽ không phô mô có thì cân chặn lại chút lại thôi chứ đoạn này cân bằng đâu chúng ta mua làm gì tiếp tục làm mà phiếu SSI đi ở đây chị thấy này nó đang có xuống quay về gì? nó quay về lắp gáp đúng mà theo tiền chung thì đối với em thì cái gáp này 80 chấm sẽ lắp nên nhiều tên mình có canh nhận lại chốt lại điểm mua mới chưa có và nếu nó quay lại lắp gáp mà cái von của nó bắt đầu nó lớn dần ấy mà nó tổng khỏi vùng gọi là 22 mà cái khối lượng gấp 1,5 2 lần thì nó khả năng sẽ đạt đỉnh luôn thì đối với em thì có dùng những khoáng canh chốt lại chặn lại thôi chứ không mua mới Vindin con chị thấy cũng bắt đầu chạy rút rồi này nếu mà thì chắc nó chạy rút lên để làm gì để có những trạng thái quay về lắp gấp này nếu mà đây gấp đau nó mở ra này nó quay về lắp này đó bắt đầu có sự phản ứng rồi sẽ cân bằng thêm hay nó kéo nữa thì em chưa biết nhìn chung ở đây có kênh chốt lại thôi chứ chắc ở đây mua thì nó hơi vô mô nên sẽ không mua mới VCI thì trên like vẫn trên like tăng hôm nay vậy đây cũng bắt đầu rũ bỏ lại này và ở đây nó cũng tiếp tục biên độ xe quay thôi chứ gì mua vẫn chưa có lãi đâu có gì cứ nắm giữ và canh chặn lại chốt lại thôi chứ đối với em thì sẽ không mua đối với VCI ngân hàng thì hôm nay bắt đầu có những cái diễn biến tích cực hơn thì đầu tiên là mã phiếu BID đi chị thế này nó bắt đầu test cung liên tục đúng không ạ chủ yếu nó quay lại thì tích cái đáy số 1 của nó này đó nhìn chung khá là tốt ấy nên đầu tư mình có cứ nắm giữ giống như đoạn này chị thế quay lại thì tích đáy này đúng không ạ đây đáy một này quay lại test đáy này đó hướng lên thì khả năng những phiên sau nó sẽ bắt đầu nó kéo đó nên nhiều tin mình có cứ nắm giữ chấp nhận rủi ro thì bid vẫn có thể gọi là cân nhắc để lấy vị thế thăm dò thôi khi nào mở vượt hẳn cái cạn 45 này đó chúng ta bắt đầu chúng ta gia tăng còn nhìn chung ở đây thì nó vẫn giữ cái trên xu thế giảm thì có thì cứ nắm giữ bình thường nhưng chung khả năng nó sẽ bắt đầu kéo lên khá là cao ấy mình có thể lưu ý dần nữa mà cổ phiếu bid này ACB thì ở đây nó cũng đang có những tính chất gọi là trao tay đúng không ạ nên chị thấy khớp lệnh volume khá là lớn và ngày mai nó cũng chỉ cầu tức nên là tôi nên có cái nắm giữ còn trên like của nó vẫn chỉ trên tăng này phiên hôm nay cũng bắt đầu tích cung khá là đẹp kéo cũng khá là mạnh này quan sát thêm được này CTG thì trên giảm nhưng trên hôm nay chị thấy cũng đã có những tố rút chân rồi này ở trên đây nó có những cái gap gì ạ à? nó có những gap đau mở ra chưa lắp lại này thì kỳ vọng những phiên sắp tới nó cũng sẽ quay về lắp gap đau thì dòng ngân hàng cũng sẽ là những mã phiếu giúp giữ trận thị trường nên đối với cg đầu tư có cứ nắm giữ còn đối với em thì trên giảm thì em sẽ không tham gia tại vì cái trên giảm tham gia thì rủi ro thì lớn nhưng mà cái lợi nhuận thì ít với lại mã phiếu mà dùng ngân hàng thì nó sẽ nặng hơn nên em sẽ không ưu tiên dùng ngân hàng em sẽ đánh những dòng khác nó sẽ nhanh hơn còn dùng ngân hàng chị thấy ăn năm bảy trăm của nó rất là khó đúng không ạ trong khi dùng khác chị có thể lãi 10-15% phần trăm tiếp tục chị thấy hd Bank đi hd Bank thì nhìn chung mới nó gặp lại cản thì yếu tố uh, rủ bỏ cân bằng trở lại việc bình thường còn đối với em thì ở đây anh chị thấy đã bắt đầu yếu tố gãy khỏi những trên ngắn hạn của nó này đó đường xu hướng này kẻ ra gãy thì chúng ta sẽ cân chúng ta bán ra đúng không ạ còn đây chúng ta sẽ có mua mới lbb sao LBB cũng kéo lên này thực chất nó kéo lên làm gì để quay lại retest cái vùng gọi là vai đầu vai của nó thôi đúng không ạ và khi nó quay lại retest vậy đây cũng không ăn nữa thì có thì cứ nắm giữ và quan sát thêm còn điểm mua mới thì chưa có với lbb rồi tiếp tục test cơm banh đi tết cơm banh thì nó cũng sẽ quay thôi dòng tiền nó vào này nó rủ bỏ đây này chuỗi nó quay về làm gì quay lại test đáy trước thôi đúng không ạ và quay lại tri tết đáy trước thì gì thấy nó chưa có lúc chân lên thì chúng ta quan sát thêm còn điểm mới chưa có tiên phong banh hôm nay cũng đã đánh vực đỉnh rồi cứ nắm giữ thêm thôi còn đối với em thì nhìn chung nó gặp lại những vùng gì gấp trước thì khả năng sẽ cân bằng chứ nó cũng chưa chưa kết tiếp được nên quan sát thêm việc công banh nó cũng dòng tiền vào này cũng sai quay hướng lên này nhiều tên mình có tâm giữ chấp nhận rủi ro thì con việc công banh muốn tham gia vẫn tham gia được và chúng ta đặt stop loss vùng giá đó khoảng là 90 và mã phiếu này đánh hơi nặng một tí và nó hơi bao cung một tí nên dễ thấy phải chịu được những cảm giác gì tăng lên và giảm xuống của nó trong uh, 2 giờ tại vì những mã phiếu nào điều tiết phát sinh là chính nếu mà nên quan sát thêm đối với việc công banh và là muốn mua thì vẫn có thể là chấp nhận rủi vẫn mua được và đánh tay cộng vẫn ổn đối với việc công banh ấy vì ban thì trên giảm thì chúng ta sẽ không tham gia cứ đứng ngoài tiếp tục là những cái mã cổ phiếu uh, của dòng gì vậy của dòng uh, sản xuất kinh doanh đi sản xuất kinh doanh thì anh chị lưu ý được đối với ttf này tại vì sao tại vì trên like của nó trên line tăng này dòng tiền vào này dòng tiền vào này đang tạo ra nền số 2 thì khả năng ngày mai nó nổ khá là cao khi nó bắt đầu có những trạng thái cân bằng tốt này anh chị thấy xuất hiện là dòng tiền vào liên tục này những phiên gọi là nô no sập những phiên tích cung này nên khả năng ngày mai nổ khá là cao nhưng mà mã phiếu này bên đây nhà đầu tư nào mình đánh thì đánh ít thôi chỉ thấy giá 4.000 mà ngày cấp lệnh có hai triệu cổ phiếu thì nó đâu có bao nhiêu tiền đâu nhà đầu tư mình đánh thì đánh ít, ít nhất gọi là dưới tối thiểu là khoảng 50.000 thôi nếu mà tối thiểu 50.000 và tối đa là khoảng 100k đối với mã phiếu này và không mua nhiều đối mã phiếu này tại vì nó là mã phiếu bao cung bây giờ tên này cũng nổ rồi nên cũng không có điểm mua mới đúng mà đi qua một vài mã cổ phiếu khác đi cũng ngành gì nữa à ngành bất động sản đi qua một vài mã như sale mua được hay không theo chắc ở đây nó gặp đại cản rồi thì chờ đợi các mặn thêm chứ điểm mua mới chưa có nó chưa đủ độ tích lũy đó mà dg thì cái chặt nó cũng khá là đẹp này đó mà đây cái like vẫn cái lại tăng này nhưng mà biên độ dao động của nó khá là lỏng thì khả năng ngày mai nó sẽ kéo nhịp nữa nhưng sau đó sẽ bắt đầu nó quay đầu nó giảm đó nó nói nhưng mà phía này ngày mai nó kéo lên canh chốt lại hợp lý hơn còn điểm mua mới chưa có tại vì ở đây nó đang ở cái nền số 3 lỏng lẻo rồi đúng mà anh chỉ thấy nền một này nền hai khả năng nền này là nền số ba lỏng lẻo và theo những nguyên tắc gọi là bán của William O'Neill ấy thì ông thường sẽ bán ở những cái nền số 3 lóng lẻo hoặc là có những cái trạng thái chạy nước rút của cổ phiếu thì đối với em thì đây là nền số 3 lóng lẻo thì chúng ta canh hạ bớt là vừa là dần rồi đúng không ạ chúng ta sẽ có mua mới rồi tiếp tục DG sao DG như thấy cũng mở gáp đúng không ạ thì ở đây nhìn chung mở gáp thì chờ đợi lắp gáp đi rồi cân bằng trở lại chúng ta mới mua còn bây giờ hở gáp thì sẽ có mua mới nhưng mà ở đây chị thấy hở gáp này nó tăng được hai phiên thì cũng bắt đầu những phiên sóng quay về lắp gáp này trước khi bật tăng nhịp mới đúng không ạ nên cứ chờ đợi thêm thôi kiểu gì chả lắp gáp TC đây cũng mở gáp thì chờ đợi lắp gáp rồi chúng ta mới tham gia. Còn bây giờ điểm mua mới chưa có. IDJ này phiên chuyển bị bán ngược lại này nên chỉ thấy nhìn chung cung nó lớn cầu. Đây cũng là lần số ba lẻo thì thêm sẽ có mua mới. Có thì canh chặn lại chốt lại hợp lý hơn. Thì nhìn chung á đi sơ lượt qua dòng gọi là bất động sản thì chờ đợi nó cân bằng hoặc là canh chặn lại chốt lại hợp lý hơn sau việc chúng ta mua mới. Thì nhìn chung sau một cái giai đoạn chúng ta đi ngang sau một cái giai đoạn thì chuẩn đi ngang thì khả năng sẽ rủ nhịp xong sẽ cân bằng tiếp đó rồi sau mới bắt đầu có xu hướng mới thì chúng ta cứ nhìn vào thị trường chúng ta hành động thôi thì thị trường không bao giờ sai thì anh chị còn thắc mắc gì có thể là comment dưới video để hỗ trợ đầu tư một cách tốt nhất cảm ơn chị từ tư đã lắng nghe và ủng hộ video